Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. LG là một trong những nhà sản xuất mà họ cực kỳ, phải gọi là cực kỳ, dùng cái từ gì nhỉ? Mà họ rất là chăm thay đổi những cái thiết kế, thay đổi những cái thứ công nghệ mà họ mang đến cho người dùng. Các bạn nhìn đâu xa, từ G4 một kiểu, G5 một kiểu, G6 một kiểu. Và bây giờ sắp tới là G7 hình như cũng là một kiểu khác. Và cho đến như kiểu là V10 một kiểu, V20 một kiểu. Bây giờ V30 là một kiểu khác. Thế nhưng những sản phẩm của họ lại không đón nhận được cái sự hưởng ứng mà nói chung là không bán được trên thị trường. Và V30 cộng này cũng là một sản phẩm kiểu như vậy. Và mình thấy thực sự rất là bất ngờ, bởi vì LG làm ra một chiếc V30 Plus, V30 cộng mà nó chả khác gì so với V30 thường. Thì họ bán kiểu gì? Trong cái đó thì mức giá nó sẽ cao hơn. Đây là V30 cộng. Mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm của mình về nó trong một vài ngày qua. Và mình thấy thực sự rất tiếc cho LG, bởi vì họ đã làm ra được một sản phẩm rất tốt. Nhưng nó mới là điều quan trọng, không đón nhận được sự hưởng ứng của người dùng. Vì sao? Thì hãy theo dõi video nhé. Mình có thể chia sẻ một điều ngắn gọn như này về sự thay đổi của LG V30 và V30 cộng. Nó chính đến từ cái bộ nhớ trong của tôi. V30 thường là 64GB, còn V30 cộng thì nó là 128GB. Còn lại từ vi xử lý vẫn là Snapdragon 835, vẫn cùng có 4GB RAM. Và mọi thứ đều giống nhau và chẳng khác nhau một cái gì cả. Thì mình thấy thực sự rất là bất ngờ, tại vì chỉ thay đổi có bộ nhớ trong thì thái LG bán hai phiên bản bộ nhớ đi, còn thay đổi cả cái tên làm gì, mất cả việc ra. Chính vì thế nên là sự chênh lệch về giá của hai sản phẩm này cũng chỉ có vài trăm nghìn. Và các bạn có thể thấy giá tại Di Động Việt, V30 cộng cũ bây giờ nó chỉ có mức giá đâu đó khoảng tầm 9,5 triệu, 9,579 thì phải. Tức là dưới 10 triệu chúng ta đã có một chiếc flagship ra mắt hồi năm ngoái, và cùng thời điểm với cả Galaxy Note 8. Nhưng Note 8 thì bây giờ vẫn tầm hơn 13 triệu. Cái này dưới 10 triệu. Thơm. Đấy. Ok, thì trải nghiệm của nó mang đến cho người dùng sẽ là như thế nào? Nói về thiết kế bên ngoài thì mình thấy thực sự bất ngờ, bởi vì LG đã không chạy theo cái xu hướng mà kiểu càng ngày càng dài của những hãng sản xuất smartphone, mà họ làm ra một sản phẩm cứ bầu tròn tròn và nó cứ kiểu luồn luồn á. Và khi đặt cạnh chiếc LG V30 này với Note 8 thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều này. Và mình nhận thấy một điều, đấy là V30 làm không đẹp bằng Note 8. Tức là về mặt thiết kế thì LG đã có đôi chút sự không đánh vào đúng đối tượng khách hàng. Họ làm ra một sản phẩm rất là gọn, rất là luồn. Có đối với nhiều người thì sẽ cảm thấy ok, dùng một tay rất là thích. Thế nhưng đối với nhiều người thì nhìn cái sản phẩm này những cái mập mập lồn lồn, không có một chút gì sang trọng, và người ta đánh giá là nó không đẹp một chút nào. Chưa kể nữa là cái phần mặt kính cong phía đằng trước, thà nó làm luôn kiểu cong 2.5D như bình thường đi, không, nó làm curved screen, tức là nó cố gắng học theo Samsung. Thế nhưng cái màn hình này lại không phải là màn hình cong như thông thường. Cái phần cong nó là cái phần viền đen, nó rất là dày. Thế nên là nhìn có chút gì đó rất là thô ở cái phần viền hai bên. Nó không được mỏng, nó không được sexy giống như là Galaxy Note 8. Và dẫn đến là nhìn tổng thể ở thiết kế của sản phẩm này, nó vừa lùn, vừa xấu, màn hình không cong, không sexy, không đẹp bằng Note 8. Vậy nên là họ không đón nhận được sự hưởng ứng của người dùng ngay ở cái thị trường sân nhà của họ, chính là Hàn Quốc. Nó khác hẳn so với G6. G6 đón nhận được cái sự hưởng ứng của người dùng rất nhiệt tình, nhưng V30 thì không. Và đây là một thứ mình đánh giá không cao một chút nào. Có một chi tiết mà các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm, đấy là với màn hình của chiếc LG V30 và V30 cộng này, nó sử dụng cái tấm nền OLED của LG tự sản xuất. Và OLED nó sẽ có một đặc điểm mà mình không thực sự thích, đấy là độ bền của nó. Sau một khoảng thời gian sử dụng, chắc chắn nó sẽ bị bóng mờ. Đối với những sản phẩm của LG thì việc bị bóng mờ nó là chuyện phải chấp nhận rồi. Kiểu G4 có, G5 có, V10, V20 có, G6 cũng đã có một vài trường hợp. Và bây giờ với chiếc V30, V30 cộng này thì mình có thể tự tin để khẳng định với các bạn là kiểu gì nó cũng sẽ bị bóng mờ sớm hay là muộn mà thôi. Bởi vì nó dùng tấm nền OLED, TV OLED của LG còn bị bóng mờ nó gì đến mấy cái này. Chấp nhận thôi. Thế nhưng có một cái điểm mà mình lại khá thích ở trên chiếc LG V30 này, đấy là độ mỏng của nó khi mình cầm trên tay. Nó rất là nhẹ, nó rất là mỏng và rất là gọn. Và mình cảm thấy nó, khi mà mình sử dụng nó thì mình cảm thấy nó dễ chịu hơn so với một vài những sản phẩm đối thủ của nó hồi năm ngoái. Và mình không buồn nhắc tên đến ở đây thì thôi cả nhé. Hãy nói đến một vài những thứ khác ở phía bên trong. Về cấu hình thì nó có Snapdragon 835 và 4GB RAM. 2017 flagship lại còn là dòng Plus, vẫn còn chỉ là 4GB RAM, thì đây là một điều không chấp nhận được. Đừng có bạn nào nói, lấy ví dụ Samsung năm 2018 này S9 vẫn bán với 4GB RAM. LG có so sánh được với Samsung ở mặt thương hiệu không? Rất khó ở vấn đề này. Thế nên là đừng có dạy mấy cái thằng to nó làm ra sản phẩm, mà hãy tự mình cải thiện những sản phẩm của mình tốt lên. Nếu như sản phẩm này mà có 6GB RAM thì mình có thể tự tin với các bạn rằng là người dùng sẽ hưởng ứng đến nó rất rất nhiều.
Nhưng với 4GB RAM thì lại là một câu chuyện khác. Mình không nói là nó chậm, mình không nói là nó kém như thế gì chẳng nữa. Thế nhưng so sánh với những đối thủ của nó thì nó thua. Và tiếp một lý do nữa để người dùng quay lưng với LG V30. Bù lại một thứ nữa, đấy là hệ thống camera. Camera chính thôi. Chúng ta sẽ có một cái ống kính góc thông thường và một ống kính góc rộng. Và với ống kính góc rộng lần này thì cái chất lượng hình cũng đã được cải tiến hơn nhiều so với LG G6. Bởi vì LG G6 thì nó sử dụng một cái cảm biến khá là cũ rồi, và nhiều người đánh giá là khi mà chụp hình, chi tiết rồi màu sắc nó vẫn có một chút gì đấy nó thiếu. Nhưng với V30 nó cải thiện rất nhiều và trải nghiệm chụp hình đã tốt hơn. Thế nhưng nó lại một lần nữa không chạy theo xu hướng, đấy là làm camera selfie phải đẹp. Thề luôn với các bạn là camera selfie của một chiếc flagship mà mình thấy nó xấu vãi cả nồi luôn. Xấu lắm luôn ấy. Thề luôn xấu. Thôi không muốn nói đến đây nữa. Nên là camera chính có thể nó đẹp, rất đẹp, quay phim rất ngon. Có thêm cái bộ Vlog L gì đấy, quay phim rồi grand màu rất là sướng. Thế nhưng mà giờ người ta dùng camera selfie còn nhiều hơn cả camera chính các bạn ạ. Và LG lại không làm camera selfie tốt, thì chẳng có lý do gì để người ta lại lựa chọn sản phẩm này cả. Và đó những cái vấn đề mà mình nhận thấy là chiếc LG V30 cộng này, và dẫn đến là nó không đón nhận được cái sự hưởng ứng của người dùng. Còn xét về trải nghiệm thực tế của mình ở LG V30 cộng này thì mình thích nó ở một vài những điểm sau này. Ở cái màn hình là cái điều đầu tiên, màn hình cực kỳ đẹp, rất trong, nổi khối và màu sắc rất đã. Và bởi vì nó dùng tấm nền OLED thế nên là cái màu đen nó siêu sâu luôn. Và những cái màu sắc khác cũng được cân chỉnh lại khá tốt để các bạn có một cái màu sắc gọi là ok để các bạn có thể chỉnh sửa hình được. Tuy nhiên thì nó vẫn hơi rực rỡ, và khi các bạn trải nghiệm xem phim, xem hình các thứ thì rất là ngon. Nó về hiệu năng thì Snapdragon 835 với 4GB RAM thì nó vẫn ok đủ. Phần mềm của LG cũng đã được tối ưu lại để giúp các bạn có những trải nghiệm mượt mà hơn. Nó cũng đã được cập nhật lên phiên bản Android 8. Oreo và giúp các bạn có thể tối ưu phần mềm tốt hơn, và chúng ta sẽ trải nghiệm mượt mà hơn với sản phẩm này. Và cái điều mà mình thích tiếp theo, hết mẹ rồi, mức giá rẻ thôi, chả còn gì nữa cả. Vậy thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Dưới 10 triệu cho một chiếc flagship hồi năm 2017 với cấu hình khá, màn hình đẹp, camera rất là chất lượng, nhưng mà camera selfie thì không. Và thiết kế của nó thì nói chung là dùng thì cũng được, nhưng mà thấy nó đẹp thì chắc không đâu. Các bạn nghĩ sao về nó? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Mức giá phải nói là mình thấy hợp lý lắm rồi. Dưới 10 triệu cho một chiếc flagship năm ngoái thì cũng không mong gì hơn. Cảm ơn Di Động Việt đã hỗ trợ mình sản phẩm để mình thực hiện video này. Link phía bên dưới phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.